Chào bà con, thì hôm nay mình tiếp tục quay cho bà con về hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật mà cột tiêu bằng trụ gỗ với trụ đúc nát sống á. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này thì nông dân người ta đang tiến hành là cột tiêu mà bằng phương pháp, nghĩa là tiêu mà lúc nhỏ thì chúng ta nên bấm bài, nhưng mà dùng con bài để bấm thì nó rất là tiện lợi, không tốn dây bao, tốn gì hết, chúng ta bấm cứ ngọn tiêu lên tới đâu chúng ta bấm tới đó luôn. Thì bài nó không ảnh hưởng gì đến dây hết á, nhưng mà rất đơn giản. Thì bà con xem này, chúng ta bấm rất bình thường. Thì với clip này á, thì mình vừa cột tiêu mà vừa hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật tỉ cây nút nát á. Thì vườn tiêu này mới được có 8 tháng thôi mà rất là đẹp, 1000 trụ. Thì bà con xem, thấy cái vườn tiêu này rất là đẹp. Thì phương pháp bấm bài rất là nhanh và tiện lợi cho bà con. Thì có nghĩa là bấm một thời gian sau á, khi nó ăn vào trụ gỗ thì mưa gió nhiều là tự cái bài nó mục ra luôn, chứ không có bám như dây bao chúng ta sau này phải đi gỡ hay như thế nào á. Thì vườn tiêu này cũng đã đôn rồi, bà con cứ tham khảo. Hiện nay á, cái vườn tiêu mà khả năng chết rất là nhiều. Thì với cái vườn tiêu này á, thì nông dân mình đã bao kín hết, nói chung là phủ hết vườn luôn, kín hết, không còn cái chỗ nào để cho côn trùng ký sinh vào, nhưng không có con trùng nào bay vào được, rất là kín và đẹp. Thì cách tỉa đúc nát thì hiện tại cái đúc nát rất là đạt hiệu quả cao, nói chung là trồng nó rất là khỏe, nó rất sướng hơn cả cây muồng luôn. Vì cây đúc nát này mới 8 tháng mà bò đã rất là cao, lúc mình trồng thì nó cũng chung lúc với dựng trụ gỗ luôn, nói chung là dựng trụ gỗ xong mình trồng luôn. Thì về phương pháp tỉa, bà con tỉa chừa là hai cái nhánh trên đầu cùng thôi, nhưng mà hai cái cành trên đầu cùng thôi, tỉa hết. Nó thì cái đúc nát thường thường chúng ta có tỉa hết thì nó cũng không có chết như cây muồng. Nếu mà cây muồng chúng ta tỉa không đúng kỹ thuật thì cây muồng sẽ chết. Thì với clip này á, thì nông dân chúng ta thì thường thường quy cột tiêu bằng trụ bê tông á, thì thời gian rất là nhiều, nhưng với trụ gỗ á, thì bò tới đâu tiêu nó bám tới đó nên rất là khỏe. Thì đánh tiêu này cũng đừa đôn, xong cũng bóc phân chuồng, cũng ủ rơm, nhưng mà nông dân làm rất là kỹ. Thì nếu chúng ta làm kỹ á, thì sau này vườn tiêu chúng ta nó sẽ không bệnh, là nó đạt được năng suất cao, không có tốn tiền thuốc hay chuyện gì hết. Thì hôm trước mình đã quay cho bà con về cái trụ sống là cây gòn á, thì hôm nay mình quay vừa trụ sống vừa trụ gỗ luôn. Thì bà con có thể tham khảo được tất cả các hình ảnh về cây trồng. Hiện tại thì nhu cầu của bà con thì rất là nhiều phương hướng và nhiều cách để chăm sóc về cây tiêu. Đó, bà con nhìn này, tất cả trên đều văng hết, lưới hết, rất là đẹp, văng kỹ hết. Thì sau này mà cái tiêu lớn lên cao thì chúng ta tiến hành khoét một cái lỗ ngay chỗ cái trụ thôi, chứ không nên chúng ta dỡ hết cái lưới ra. Vì khi dỡ lưới ra thì thứ nhất là gió này, thứ hai là mưa bão nữa, là nó làm cho cây chúng ta nó đổ vỡ hay là nó tạt, làm cho gió rồi nó ảnh hưởng đến cây. Thì qua đây là cái mô hình tham khảo cho bà con. Bà con vui lòng xem hết clip thì ta thấy được cái vừa cái kỹ thuật cột tiêu và cái kỹ thuật tỉa đục nát trên cây gỗ cho cây tiêu 8 tháng tuổi. Với vườn tiêu này mình cam kết là sẽ không bao giờ bệnh tật, vì nông dân làm rất là kỹ. Vườn tiêu này bao bón phân lót là một bao một trụ, một bao một trụ. Thì bà con vui lòng xem hết clip, thì vui lòng đăng ký kênh. Cảm ơn bà con đã xem, quan tâm và theo dõi.